Xin chào bạn, cho ông quay lại tính tôi xin mời mỗi người số pi về một đàn khá nặng nhé. Đây chống Canon 2900 6 này, mực đổ là số lượng là 5, lô sấy A4 là 3, mực hộp mực máy in xả là 28 và quả đào là 3, cả đơn là 1426600. Cái này người ta ghi sẵn ở đây. Để tôi sẽ mở nhé. Rồi, cái này là cái bao lụa nhé, bao lụa đây. Cái này là cái hộp mực khá là cồng kềnh nhưng to đấy, số lượng là 8 cái nhé, và có 2 quả áo nữa này. Hết rồi, các bạn muốn mua sản phẩm này các bạn bấm một link mô tả vào bên dưới nhé. Rồi mình xin tạm dừng đây, các bạn like, chia sẻ video, đăng ký kênh của mình. Chào bạn.